Tìm anh như thế tìm chim, chim đang ở đó mà em tìm ở đâu á? Anh Giang ơi, chắc có lẽ bây giờ anh đã là hồn ma chất dưỡng. Anh chịu. Bây giờ nó ra nó tiễn vong mà không cười sao được. Trời ơi, nó ra khấn thành tâm vậy thôi, không muốn gì nữa. Trời đất ơi, bây giờ anh đã giấc dưỡng thế nào rồi. Phan Thị Hiên. Anh Nhon, sao hay vô? Bạn từ đâu đến? Dạ em đến từ Sóc Trăng. Bạn đeo vàng hơi nhiều. Em định thi này xong em quên nữa mà không biết được không? Trời ơi trời, mua nữa đeo chỗ nào trời? Còn chỗ nào đeo chỗ đó anh. Hỏi thiệt nè, cái này là đạo cụ vàng bạc, đạo cụ để diễn hay là không, hay là không, tài sản thì lên tivi khoe là tài sản tư trang nhà khoe thôi chứ không có đạo cụ. Tức là lát thi xong là về lại Sóc Trăng. Dạ. Hy vọng từ đây về Sóc Trăng vẫn còn đẹp, áo đẹp, quần đẹp, vàng đẹp. Gì cũng đẹp. Không, cái mặt thôi thì cũng không được lắm. Nói chơi thôi. Rồi, thoải mái chưa? Chưa, em hơi run. Hơi run hả? Anh Ngô Kiến Huy nói gì cho em gái nó đỡ run bên Ngô Kiến Huy? Không, nói gì em thấy vàng lên, thấy nhìn biết người cốt cách đẹp rồi. Sao em? Có cần tâm sự mỏng với anh Thành, là anh Giang gì nữa không? Dạ không. Rồi, thi đi. Sẵn sàng, 60 giây bắt đầu. Anh Giang ơi, anh có biết là đã bao lâu rồi em không được nói chuyện với anh? Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Anh có sống khôn, thác thiên, tịnh hiện hồn gì bóng mộng cho em biết là giờ anh đang ở đâu để em tìm anh? Anh Giang ơi! Tìm anh như thế tìm chim, chim đang ở đó mà em tìm ở đâu á? Anh Giang ơi! Chắc có lẽ bây giờ anh đã là hồn ma chất dưỡng. Anh bây giờ nó ra nó tiễn vong mà không cười sao được. Trời ơi, nó ra khấn thành tâm vậy thôi, không muốn gì nữa. Trời ơi, bây giờ anh đã giấc dưỡng thế nào trời ơi. Đáng lẽ để tôi khen bạn này nè, đáng lẽ là cái lúc mà gì đó là tôi đã cười rồi chứ chưa đợi tới hồn ma chất dưỡng. Tại vì các bạn được lợi thế là cái giọng á, cái giọng nó truyền lắm. Không phải, đó, không phải là giọng không nữa mà vấn đề là bạn thật, bạn diễn thật chứ bạn truyền không có tới tai tôi liền lập tức luôn á, khi bạn nói câu đầu tiên nó truyền tới tai tôi bắt đầu tôi chịu cái giọng liền. Nhưng mà em run lắm á. Run gì? Bà run mà bà nói tôi sống khôn thác thiên mà bà run. Ra mà tôi thấy là bà tiễn vong người ta là tôi thấy tôi triệu lai rồi. Dễ thương. Rồi, chân thật lắm. Được, ổn, dáng dốc đẹp, mặt sáng sủa thanh tú, 2 triệu đã có trong tay. Dạ. Đó. Bây giờ còn cái gì hấp dẫn hơn, bây giờ tôi xong rồi tới Trấn Thành đi. Không, cái tiểu phẩm này còn kiểu mắc cười nữa nhưng mà em chưa. Vòng 2, vòng 2, vòng 2. Bây giờ vậy nè. Dạ. Bây giờ sau cái vụ mà tiễn vong tôi rồi. Dạ. Là còn ở chỗ mắc cười đó, làm luôn. Dạ làm. Nếu mà không cười thì làm tiếp cái khác chuẩn bị luôn. Dạ. Được không? Dạ được, nhưng khoan để em suy nghĩ. Để cái kịch bản lại để em quên. À đi dò lại. Nhưng mà trước tiên nè, bạn quyết định thi tiếp. Dò lại đó. Rồi. Khoan để em dò ra anh. Dò cứ dò đi. Bấm dò nó đi. Nhảy về. Anh Giang, anh lên với em rồi đó. Rồi, còn kế bên thôi. Ta còn nhẩm cái miệng, ta kìa, ta đọc thần chú kìa. Dạ. Em lên rồi. Ok. Anh lên chung rồi. Hai vòng luôn nha, không được, đẩy vòng số 2 lên luôn nha. Đi làm cười thì xong. Cho anh đứng đó đây, lát em thắp ảnh sao. Sợ sợ chi. Thôi ta ở trên ngai vàng ta ngồi yên đi, bày đặt ngựa ngựa nấu chi cho nó dập. 60 giây bắt đầu. Anh Giang ơi, ngựa có lẽ nữa. Bây giờ anh đã là tụi hồn nữa. Ma giấc dưỡng. Anh làm người đã xấu rồi, anh làm ma chứ còn xấu hơn nữa. Nhưng mà em vẫn nhớ anh, em vẫn muốn gặp anh, bởi vì em yêu anh. Anh Giang ơi, em muốn chết theo anh. Em muốn cắn lưỡi tự tử mà em không có dám cắn. Có ai dưới đây ở không, anh cắn lưỡi giùm em coi. Bữa hôm em có nhờ anh Thành cắn lưỡi giùm em mấy lần rồi mà sao em không chết? Mỗi lần anh cắn là em lết 3-4 ngày. Chắc trong nước bọt của anh có nhiều axit lưu huỳnh độc hơn con Kiki nhà em nữa. Axit lưu huỳnh là cái gì bà? Chúc mừng bạn 10 triệu. Ê, đọc hơn con Kiki á nha. Có gì.
Chết luôn. Ghê thiệt, bài này ghê thiệt. Cái phản ứng hóa học trong con người của chị ghê thiệt. Khủng khiếp thiệt. Hết tiễn dông Trường Giang, giờ đẩy cho vô dòng bệnh mầm bệnh luôn. Acid lưu huỳnh là cái chất gì mà chị chế đâu ra vậy? Em cũng biết mà nghe nó độc lắm. Bình thường là chị có làm cho ai cười không? Gần người xung quanh có ai cười không? Dạ có. Nhóc nói luôn chuyện đó. Dạ đúng rồi, nói chuyện hồi là người ta cười mà tao nói em xàm. Không, xàm mới vui chứ, hài mà không xàm sao cười. Đó giống như nãy chị đưa Trường Giang về cõi tiên là em thấy vui rồi. Dạ. Bây giờ đẩy tôi vô dòng bệnh lý luôn. Cưng quá, triệu like. Dạ. Thôi bạn ơi, có 10 triệu rồi. Dạ. Là nhờ bạn đẩy anh Giang vô hồ ma suối thiên. Giờ anh Thành là bệnh tật rồi, không mấy mình ngừng lại đây được rồi. Sợ vô sợ thú hay gì á. Em được lấy có 40 mà nghe nói lấy 100 luôn. Thấy ghét không? Thấy ghét không? Cái mục tiêu của bà tới đây là lấy tiền đổ vàng mà. Nè, tôi nói cho bà nghe nha. Dạ. Gia đình chúng tôi cũng không có gì nhiều. Được cái có điều kiện được không? Dạ được. Nha, tiền cứ mặc ở đây nè, sẵn nè. Cứ việc thoải mái, cứ việc bình tĩnh nha. Dạ. Rất sẵn lòng cho tiền, được cái điền quân bao. Nhưng mà cái dòng này em muốn cặn mặt với anh. Muốn sao cũng được. Em đừng leo lên đầu anh ngồi là được rồi. Thì cái gì cũng được. Nhưng mà nhớ trước, đừng lấy chất acid lưu huỳnh của ông. Em ơi. Dạ. Vậy thi tiếp đúng không? Dạ thi tiếp. Rồi, 60 giây bắt đầu. Trong cái showbiz này ai cũng biết Harry Won là người yêu của anh. Vậy còn em là gì trong trái tim anh? Tại sao anh không công bố em với mọi người? Tại sao anh giấu em? Anh giếm em? Anh cứ để em mãi là người bí ẩn của anh. Anh nhìn em đi. Tại sao anh lại chọn Harry Won mà không phải là em? Anh nhìn em đi. Em của chỗ nào mà thua Nhã Phương đâu chứ? Hay là em không bằng Ngô Kiến Quy cho nên anh chê em hả? Em biết anh hết. Anh và Harry Won chỉ là giả vờ yêu mà thôi. Thật ra người anh yêu là Ngô Kiến Quy phải không? Anh nói đi. Tại sao anh không nói? Nhìn cái mặt anh cũng sáng sủa, trưa sủa, chiều sủa, tối cũng sủa quá mà. Cười là tại thấy tài năng, cười khích lệ đó nha. Cười xã giao tiếp đó. Tức không, là không bị xã giao đó. Thì không phải là xã giao. Nhưng mà có nghĩa là có cái để cười. Tại vì tôi cũng muốn ủng hộ bạn. Tại vì nãy giờ bạn là một cái như là một cơn suối mát giữa mùa nắng hạn, hiểu không? Bạn cũng có tài năng nên tôi muốn khuyến khích bạn để bạn phải đi tiếp một vòng nữa ha. Cũng có cái vui nhưng mà chưa phải là đậm đà lắm nãy đối với tôi. Nhưng mà được cái là tâm lý rất là vững. Khi cuối rồi mà không cười mà vẫn nói đúng, sáng chưa chiều sủa, chiều sủa, tối sủa, khi nào tắt tiếng thì mới thác giống ông Giang, thí dụ vậy đó. Bây giờ suy nghĩ vô kỹ, đầu sắp xếp lại nè. Khoan đi, họ trời ơi, em vẫn chuẩn bị là cái giọng đó em sẽ thi luôn. À, em đứng kế luôn. Để ai nữa? Cái ảnh nữa. Đúng rồi, dễ lấy tiền quá. Bữa nay em giết ảnh tôi chết luôn. Rồi bây giờ chuẩn bị nè. Báo trước nãy là thương, thấy có tài, khuyến khích, ươm mầm tài năng. Bây giờ nghiêm túc đàng hoàng. Dạ. Suy nghĩ cho kỹ, từ 20 lên 40 tiền lớn. Bà kéo vợ bà móc gì đó. Để lát móc nha, đừng móc đâu. Rồi nha. Nhớ bà nha. Quyết định là thi tiếp. Rồi. Dạ. 60 giây bắt đầu. Anh Thành, thì em và anh đã chia tay, nhưng nghe tin anh bệnh em tới thăm. Bệnh tình của anh sao rồi? Khỏe. Hả? Thời kỳ cuối rồi hả? Anh bệnh gần cả tháng nay, hôm nay em đi thăm anh được. Bởi vì một lát nữa em phải lên máy bay em đi Mỹ. Còn 2-3 tuần nữa em mới về. Em sợ mình sẽ không giữ đám tang của anh được. Hiểu. Nên em đến thăm anh. Em biết dạo này anh kẹt tiền lắm. Em có một số tiền gửi cho anh. Anh cứ cầm lấy đi, anh đừng ngại. Coi như đây là tiền điếu em đi trước cho anh vậy đó. Còn đây là hộp ký vật mà ngày xưa anh đã tặng cho em. Em định không trả đâu, nhưng sợ mấy mốt anh chết anh hiện hồn về anh đòi em. Em sợ ma lắm. Còn đây là cái móc khóa em tặng cho anh. Đi xuống dưới nha, khóa cửa cẩn thận nhanh, đang trộm vô lấy đồ hết trơn đó. Cái này em đốt không có được, chừng nào chôn thì cầm theo nha anh. Chúc mừng bạn 40 triệu. Giỏi. Đó, cái đó mới là cái gây cười đó. Thông minh, đàn ta nghĩ chưa ra. Đúng không được. Đúng, mấy cái kia Trường Giang mới cười. Bởi vì thấy bình thường. Nhưng mà khi đưa cái ổ khóa, đưa Trường Giang cũng không cười đâu.
cái này đốt không được, chết nếu cầm theo. Tại bằng sắt mà sao đốt được. Bạn Duyên có nghe là đó, bạn theo nạp bạn lên kia tôi nói chuyện bạn. Tránh xa tôi đó. Bây giờ nè, bạn thấy không, từ nãy giờ có rất nhiều người làm cái chuyện mà dập tôi ha. Dạ. Mang tôi về trời. Rồi nói chuyện xàm chuyện đế, bạn cũng làm những chuyện đó. Nhưng chúng ta phải phân định như thế nào là cười được, như thế nào là cười không được. Có nghĩa là đây, nó cũng là xàm, nó cũng là nói những chuyện không thật. Nhưng bạn nghĩ ra một cái thông minh mà người ta nghĩ không ra. Nhưng quan trọng là cái thông minh đó mặc dù nó phi thực tế nhưng mà nó hợp lý. Thấy không? Đúng, có nghĩa là cái ổ khóa mình đốt cũng được. Thì giờ ông nội trước khi ông chết ông chôn theo đi. Nghe nó buồn cười, thấy không? Nó phải có cái gì để cho dập cho người ta. Chúc mừng bạn, 40 triệu, triệu like. Ôi, bạn ơi, 40 triệu rồi. Là quá rồi, số tiền lớn. Một cây vàng rồi đó. Em nói mùa 1 thì có cô giáo Vĩnh Long. Đúng. Anh cũng cầm cái bảng anh lên tặng. Còn cô Lê Thị Dằn anh cũng cầm. Hồi bữa nay không thấy anh cầm lên tặng cho em luôn đi. Thấy ghét không kìa. À dừng lại đó. 40 là dừng đúng không? Đâu có, mấy người kia hẳn trăm, em 40 thì kêu em nhận. Thì tiếp. Sợ chưa? Rồi, khoan từ từ nè. Sợ chưa? Nhưng mà em còn hơi run, cho em hát xã giao đi. À, run quá cho hát xã giao. Nhưng mà em cao phải có người minh họa em mới cao. Không làm gì là minh họa, kêu bạn bàn thờ xuống. Đúng rồi, em tính ban cho bàn thờ nó xuống. Xuống. Đâu mà trên núi ngồi yên vậy được. Nhưng mà em xong ca với anh mới chịu. Đó. Quan trọng là ông Thần Kiên Quy này không biết thôi, không biết ca. Bà thỉnh tôi xuống. Em ca bài Giả Vờ Yêu. À vậy thôi ok. Trời ơi. Em ca câu là tới anh nha. Ca câu dạ, nha. Dạ dạ. Em ca xong là tới anh. Ừ em muốn làm gì cũng được trơn á. Rồi. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi anh, những năm tháng yêu nhau dạ. Chết mày dạ. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Cả đi anh. Ông này sao cũng được, lên bàn thờ ngồi được. Rụng nụ. Bà ca hết bài, bà kêu tôi ca đi anh. Khi dễ, kêu xuống ca mà không ca, khi dễ. Khi dễ, được lắm. Thi tiếp không? Thôi kỹ lần nữa. Để em suy nghĩ. Để. Bây giờ ba mặt một lời nè, thi tiếp hay không? Bốn mặt một lời, thi tiếp hay không? Nên nhớ nha, 40 triệu. Bốn mươi triệu thi tiếp rồi. Nhưng mà em nói chứ, nếu mà em có được 100 triệu em muốn anh Thành tặng cho em. Tại sao? Yên tâm luôn. Yên tâm, tại vì hai mùa trước anh tặng cho hai người kia rồi, mùa này em muốn anh tặng cho em nữa. Phong thủy ha. Phong thủy đúng không anh? Rồi dạ, để em chuẩn bị đạo cụ. Chuẩn bị chưa? Dạ rồi, chỉ có rồi. Một cái khăn để em... dạ, thí dụ mà đó. Thí dụ mà em thi không được thì em xiết cổ luôn. Có duyên em. Chứ 40 triệu. Có duyên. Cái bạn này có duyên quá, triệu like. Sẵn sàng chưa? Chưa anh. Thì tự 100 triệu chứ bộ ít. Trăm triệu bộ ít hả? Quỡ người ta quỡ. Mất ông thền á. Bây giờ nãy giờ em chặt anh, em xin lỗi. Chứ em chặt anh lại. Đúng rồi, làm gì cũng vậy. Bà chặt mà, tôi rớt nụ rồi đó. Ví dụ em chặt anh cười lớn như vậy. Dĩ nhiên. Nào hợp lý cười liền. Rồi chưa? Dạ rồi. Tôi chưa. Không làm nhiều chuyện. Rồi. Rồi. Anh nghe, anh là chỉ có cái bấm thôi mà anh còn nhiều chuyện cỡ đó nữa đó. Chỉ có cái bấm thôi mà nhiều chuyện. À, dạ, giờ dạ, rồi bấm chưa? Ok. Dạ. 60 giây. Bắt đầu. Nghe con mén nó nói, bữa nay thằng cu đen nó về nó thăm mình. Mười mấy năm rồi còn gì. Nghe đâu á, giờ nó lên Sài Gòn á, nó làm MC danh hài gì nổi tiếng lắm á. Nó lấy tên là Trường Giang, mà hồi nhỏ mình đặt nó tên là cu đen. Má ơi, anh Giang về kìa má. Hả? À, thằng cu đen má về đi ha.
Trời ơi, cu đen của má đây hen, giờ bự hen, trắng hen. Ê cu đất, con nhìn thằng cu đen của dì hai coi. Hồi đó dì hai cho nó thôi sữa sớm quá, giờ nó tướng như khỉ, mặt như con đười ơi, con thấy không cu đen? Hả thằng cu đất, trời ơi, nó nhìn má nào mà nó không cười luôn, con thấy không cái mặt nó nhăn, thấy không hả thằng cu đất? Hả? Trời ơi, cu đen của má đây đó hả? Trời ơi, cu đất, sao không nói chuyện vậy? Wow, wow. Tặng đi, tặng 100 triệu đi. Bà từ từ. Có cái bản không mà bà hối quá là hối hà. Wow. Ai kêu anh xuống đây? Giây. Em đâu kêu anh xuống đây đâu, chở anh chở anh. Tôi tứ sinh nào mà được đặt cách là tôi xuống liền, tôi phù hộ, hiểu không? Ừ. Tôi độ trì. Hôm nay nãy em có vô, em có đốt nhang cho anh 3 cây rồi. À. Hên quá. Tôi lâm bồn rồi mẹ ơi, được không? 200 triệu rồi, rung chưa? 1 giây cuối cùng. Dạ rung. Em run lắm, em đúng là em bí vậy đó. Em chưa biết kêu anh à. Trời ơi, hên đó nha. Nhưng mà cũng phải nó công nhận là bạn có tài năng thiệt. Bạn biết cách cấu tứ lại mọi thứ. Nhưng mà đáng lẽ vòng 100 là bạn phải hệ thống nhiều thứ nữa, chứ không được có nhiều đó, hiểu không? Tại vì số tiền nó lớn quá. Em nói thiệt, em không có khả năng diễn xuất. Mà em cũng không có kịch bản gì nhiều. Mấy cái này em nghĩ ra trong đầu em thôi à. Đúng. Em cũng chưa có viết lên giấy lần nào hết trơn. Nghĩ ra trong đầu là một chuyện, nhưng mà mình phải nghĩ nhiều cái. Không được này quăng khác, được này quăng khác, liên tục dập 2-3 lần không? Thì tự nhiên cái số tiền 100 triệu thấy hợp lý. Thiệt sự ra hồi nãy thấy khán giả cũng cười cho bạn nhiều lần. Đúng là bạn thông minh. Khúc cuối cùng bạn wow cái cho tôi mắc cười, tôi hết hồn. Tại vì tôi đang nhịn mà. Tôi đang bạn đẩy qua cái hệ thống mà đen với trắng á. Cái hệ thống vừa thấy bên này mà tên cu đen mà vừa mập vừa trắng thì thấy tôi cũng xỉu. Tôi đang cũng muốn mắc cười với bạn rồi, mà tôi phải nhịn lại chứ. Tôi nhịn lại để 100 triệu của ông ta mà đâu có trao vừa đó. Thông minh, giây cuối cùng phóng vô táp chửi vô mặt Trấn Thành hết hồn cười. Như ước nguyện của bạn, xin mời giám khảo Trấn Thành. Không phải nói ta đang tâm sự mà tiếng chất thành. Đuổi luôn. Đuổi luôn, không mấy xuống đây tôi ngồi đi chứ đặng. Ta đang tâm sự tự nhiên vậy. Bây giờ nè. Ủa, để cho em hỏi một câu. Bữa nay anh đi học võ hả? Ai? Anh Giang. Anh Giang. Ừ. Chuyện của ta bà cũng nhiều chuyện nữa. Ta không biết, ta mới hỏi. Không biết hỏi hay không, giờ bên này trả lời nè. Đó, nói gì nhỏ dài lời cái nè. Em hỏi anh Giang mà anh Thành trả lời, anh cũng nhiều chuyện lắm mình. Bị dạch luôn. Nói rồi. Đánh 100 triệu bị dạch luôn. Dạch luôn. Thỉnh tôi xuống chôn tôi đây luôn rồi, còn hỏi nữa. Em xây mộ cho anh rồi, khỏi nói. Nói chuyện với người ta đi, ngồi cười hoài, ngó hoài. Trời ơi, tôi hỏi anh bên học võ hả? Dạ, dạ má con học võ. Ê, nhà nhỏ lớn chưa có nuôi ai bự vậy nha. Các bạn thấy bạn này có xứng đáng được 100 không? Bả lanh lắm. Trời phú cho chị cái duyên. Em nhỏ hơn anh 2 tuổi đó. Cô nội tôi cũng dám nấu tiếng nào nữa. Nhỏ hơn 2 tuổi mà kêu bằng anh. Nói gì người ta đi. Tính kêu bằng chú rồi đó. Mà còn giật mình lại đó. Nói gì người ta đi. Tôi nói thiệt nha. Khó hoài. Cho em hỏi một câu nữa. Anh với anh Thành ai lớn tuổi hơn vậy? Thế kệ người ta. Hỏi gì nhiều chuyện vậy hả? Bà mất cười quá. Miễn sao tôi lớn hơn chồng bà. Ủa em hỏi anh Quy mà. Hỏi Quy nào? Hồi nãy người ta lên bàn thờ rồi. Tôi có nghĩa là người vô hình ở đây đi. Bà coi tôi không tồn tại đi. Vô hình là Minh Hằng. Anh chỉ là giả vờ yêu thôi. Người vô hình là Minh Hằng. Ngô Kiến Quy chỉ là giả vờ yêu thôi. Chừng nào hoang mang mới hù Quỳnh Hương nè. Hoang mang luôn. Trời ơi. Ở nhà chắc chồng chị chắc cũng mệt lắm hả chị hả? Không phải đâu, ở nhà anh không có cho em nói nhiều. Bây giờ em đi lên em xả hết. Ở nhà Lý do được 100 triệu là tại vì ở nhà chồng không cho nói. Lý do gì chồng không cho nói? Tại vì em nói nhiều quá rồi anh không cho nói, anh nói em xả. Vậy đó hả? Giận ông chồng. Em bạn gì đi bà ra đi bà phọt ra quá trời. Lát cầm cái tấm xét 100 triệu về quăng trước mặt. Ông thấy ai xàm mà kiếm ra 100 triệu với tôi không? Đó. Anh đâu cho em đi thi đâu, em đi lét. Ráng về quăng nó phạt ông chồng nói hay quá em xàm quá. Mày thấy không? 100 triệu nè. Đúng rồi.
Sao bữa nay thấy sao? Tâm trạng thấy sao? Vui dạ không? Vui lắm. Để nói thiệt, cái này đam mê lắm. Từ nhỏ lớn đam mê ghê luôn. Mà họ không xin anh không có cho. Không cho cái gì? Do diễn hả? Tại sao không cho? Em không biết. Hay là ông sợ là bạn bước vô showbiz rồi bạn cuốn theo cái guồng showbiz, bạn lại yêu một người đàn ông khác? Em không biết nữa. Hay là ở nhà công việc gia đình bạn không là người quản xuyến? Chứ không, em chương trình trong nhà là em làm hết. Vậy chồng bạn làm cái gì? Cho tiền góp. Em nãy giờ em nói cho tiền góp mà. Vẫn giữ ý định nha. Không thay đổi chuyện của ông ta. Đây. Thiệt, cái phút giây cái lắng động tôi chợt tắt. Bà lấy 100 triệu bà về giùm cái đi. Đây. Anh Thành đưa cho em cái chuyện đi. Chứ nói chuyện bà ép tim quá. Mình bằng tuổi nghe. Ai? Trời ơi. Wow. Cho mình vòng chưa quý vị, xin vòng chưa quý vị. Tính tặng 100 triệu. Ủa sao phải đây đồng việc? Chúc mừng bạn 100 triệu đồng. Quá giỏi.